Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Vào lúc 12 giờ 28 phút trưa thứ Năm, tại Phương Chi, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã sử dụng khu vực chứa lũ Mạnh Oa để chuyển dòng chính của sông Hoài Hà. Theo Cơ quan Phòng vệ Quốc gia, sông Hoài Hà đang trải qua trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực lần thứ hai kể từ năm 1954. Vào tháng 7 năm 1954, lưu vực sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực do một trận mưa mặn quy mô lớn và tình hình chống lũ rất gay gắt. Lũ lụt cho đến nay đã khiến 1.808.000 hectare cây trồng ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà bị ảnh hưởng, trong đó 528.000 hectare bị hư hại, 17,46 triệu người bị ảnh hưởng, 31.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Đến 4 giờ sáng thứ Sáu, tại trạm Thủy Văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,59m, lưu lượng tương ứng 8.030 m³/giây. Hiện tại, lũ đang tiến đến hạ lưu Vương Gia Bá. Mực nước ở trung và hạ lưu dòng chính của sông Hoài Hà đã tăng nhanh. Tất cả các trạm kiểm soát chính đều đã vượt hoàn toàn mực nước cảnh báo, với một phạm vi cảnh báo từ 2,05 đến 3,49 m vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu. Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,55 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,25 m, thấp hơn mực nước đỉnh lúc 4 giờ hôm nay là 0,04 m. Mực nước sông Du Nhai lên 27,79 m, cao hơn 0,04 m so với mực nước cao nhất trong lịch sử, cao hơn 0,71 m so với 12 giờ hôm qua. Mực nước Trịnh Dương Quan lên 26,3 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,3 m, cao hơn 0,97 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Mực nước Hồ Hồng Trạch Giang Ba tăng lên 13,86 m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,36 m, cao hơn 0,04 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Để giảm mực nước của hạ lưu sông, cổng phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút trưa ngày hôm qua để làm ngập khu vực chứa lũ Mạnh Oa, dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt tối đa 1.730 m³/giây. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, việc phân lũ tích lũy ở Mạnh Oa với thể tích là 136 triệu mét khối. Để xả lũ trước, giải phóng dung lượng chứa và gặp lũ sau, kênh biển đã được mở để xả lũ vào lúc 12 giờ ngày hôm qua. Điều này đã làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước Hồ Hồng Trạch. Vào lúc 12 giờ hôm thứ Sáu, lưu lượng của Hồ Hồng Trạch vào hồ là 11.100 m³ mỗi giây và lưu lượng ra khỏi hồ là 10.900 m³ mỗi giây, trong đó lưu lượng ra biển là 1.500 m³ mỗi giây. Được biết, cơ quan quốc phòng sẽ triển khai lại và thực hiện lại công việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt hiện tại trên sông Hoài Hà ngày hôm nay. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hoài Hà và Bộ Chỉ huy Phòng thủ các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô tăng cường hơn nữa công tác. Lãnh đạo chính của các tỉnh ủy, chính quyền tỉnh của ba tỉnh đã ra tiền tuyến chỉ đạo công tác chống lũ, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, để tiếp tục giảm mực nước của dòng chính sông Hoài Hà. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực xả lũ của kè trên và dưới lưu phương và khu vực xả lũ của đại Nam Nhận sáng nay sau khi khu vực chứa lũ Mạnh Oa được kích hoạt. Hiện tại, có 511.000 người ở ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà để phòng chống lũ, bao gồm 170.000 ở An Huy, 141.000 ở Hà Nam và 200.000 ở Giang Tô. Tổng cộng 488.800 người đã được chuyển khẩn cấp, bao gồm 97.900 ở Hà Nam, An Huy có 343.900 người và Giang Tô có 47.000 người. Hiện tại, có 224 tình huống nguy hiểm trên dòng chính và các nhánh của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, bao gồm 35 tình huống nguy hiểm trên sông chính của sông Hoài Hà và 189 tình huống nguy hiểm trên các nhánh sông, tăng 12 điểm so với ngày hôm qua. Và tất cả các tình huống xấu này đã được kiểm soát hiệu quả, không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng chính sông Hoài Hà. Thưa quý vị, vào nhôm thứ Ba, Hồ Linh Giang đã bắt đầu mở cửa xả lũ trên sông Gia Lăng ở thị trấn Cổ Từ Khí Khẩu, Trùng Khánh, và lũ đã bắt đầu rút. Đỉnh lũ lớn nhất của sông Gia Lăng đi qua khu vực đô thị chính của Trùng Khánh vào tối ngày thứ Hai, rạng sáng ngày thứ Ba. Hôm thứ Hai, các ngôi làng ở đoạn Quảng An của sông Khúc Giang ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập. Tính đến 16 giờ chiều hôm thứ Ba, thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa ở các mức độ khác nhau ở Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, dân số là 16,6741 triệu người, 94 người chết do thiên tai, 25 người mất tích, 555.100 người được di chuyển và tái định cư khẩn cấp. Theo thống kê,
Mưa lũ kéo dài cũng khiến 1.228.380.000 hecta cây trồng bị thiệt hại, trong đó 1.392.100 hecta mất mùa, 49.000 ngôi nhà bị sập và 240.100 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,828 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế nông nghiệp trực tiếp là 1,953 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, kể từ tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc, phía đông Tứ Xuyên và phía nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to. Một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và lở đất ở hầu hết Tứ Xuyên, một phần Trùng Khánh, Bắc Hồ Bắc, Nam Thiểm Tây, Nam Hà Nam và trung tâm An Huy. Các khu vực miền Trung và miền Bắc Giang Tô cũng đã hứng chịu mưa bão, mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng. 500.000 người bị ảnh hưởng do mưa lớn liên tục ở Dương Giang, Quảng Đông, 176 ngôi nhà bị sập. Thông tấn xã hôm nay cho biết, hai ngày qua mưa lớn liên tiếp đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 513.000 người ở 5 quận của thành phố bị ảnh hưởng, 176 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 100 triệu nhân dân tệ, chưa có báo cáo thương vong. Được biết, trận mưa xối xả ở Dương Giang, Quảng Đông đã khiến lượng mưa ở một số khu vực như hồ chứa nước Hihe đạt 562mm, lượng mưa ở các khu vực khác chủ yếu từ 50-100mm, khiến nhiều ngôi làng trũng thấp, đất canh tác bị ngập lụt và các công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hầu hết diện tích lúa, lạc và các loại cây trồng khác của thành phố bị ngập úng, các loại cây ăn quả như nhãn, vải bị thiệt hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của thành phố là gần 60 triệu nhân dân tệ. 17 doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trong thành phố buộc phải tạm dừng sản xuất. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc cũng khiến 75 người chết. Quảng Đông ban bố cảnh báo vàng với mưa bão. Sông Dương Tử đã bắt đầu bước vào mùa lũ chính. Trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía Nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hôm qua, Julia, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, người đang chỉ đạo cứu trợ trận động đất ở Tứ Xuyên và Tổng Tư lệnh của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, cùng Trụ sở Quốc phòng tại Bắc Kinh đã chủ trì họp văn phòng khẩn cấp của Bộ Quốc phòng để triển khai công tác phòng chống lụt bão hiện nay. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ và Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 75 người chết và 32 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh, khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn. Một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Theo phân tích của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa ở hầu hết các vùng của tỉnh Hồ Bắc năm nay ít hơn bình thường một chút. Hạn hán vào mùa hè có thể xảy ra, nhưng phía đông nam Hồ Bắc và phía nam đồng bằng Giang Hán có xu hướng nhiều hơn và có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ, xuất hiện lũ đến gần hoặc vượt mực nước trung bình hàng năm. Lũ lớn có thể xuất hiện ở thượng lưu. Tình hình thiên tai ở nhiều nơi xảy ra rất nghiêm trọng, như Quý Châu. Tính đến 20 giờ tối hôm thứ Ba vừa qua có 30 người chết và 13 người mất tích do mưa bão và lũ lụt trong tỉnh. Tại tỉnh Hồ Nam đã có 21 người thiệt mạng và 9 người mất tích. 5 tuyến giao thông bị gián đoạn và 47 km nền đường bị phá hủy. Tại tỉnh Quảng Tây, lũ quét và thiên tai địa chất do mưa lớn cục bộ đã khiến 14 người chết và 7 người mất tích. Tại tỉnh Giang Tây, tính đến thời điểm hiện tại, Giang Tây đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt khiến 13 người chết và 2 người mất tích. Tại tỉnh Hồ Bắc, tính đến nay có 49 huyện của tỉnh Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn, 5 người chết, 15 người bị thương, 1.251 người phải di rời và tái định cư. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 33,05 triệu nhân dân tệ. Tại tỉnh Trùng Khánh có 29.200 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 2 người thiệt mạng. Mưa lớn đã khiến 29.200 người bị ảnh hưởng tại thành phố Trùng Khánh. Theo trang web của Bộ Nội vụ, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã công bố tình hình thiên tai mới nhất ở Trùng Khánh và Sơn Đông hôm nay. Kể từ giữa tháng đến nay, Trùng Khánh đã phải đối mặt với một đợt mưa bão lớn nhất, kéo dài nhất và dữ dội nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ quét, ngập úng đô thị, giao thông bị gián đoạn, nhà cửa bị ngập lụt, thiên tai địa chất thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân vùng thiên tai. Theo thống kê cho đến nay, 33 huyện và quận tự trị và 411 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, và 3 quận và quận bao gồm Sa Đình Bá, Bích Sơn và Đồng Lương đã bị ngập lụt. Dân số bị ảnh hưởng của thành phố là 6.435,42 người chết, 32 người mất tích, 292.000 người phải di rời khẩn cấp, 30.000 ngôi nhà bị sập và 78.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 1,925 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng.
trong đó 17,5 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại trực tiếp thiệt hại kinh tế do thiên tai là 3,1 tỷ nhân dân tệ. Cùng thời điểm, tỉnh Sơn Đông hứng chịu trận mưa lớn đầu tiên kể từ mùa lũ, gây ra thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Theo thống kê cho đến nay, các thảm họa đã gây ra Lệ Hạ, Thế Trung, Thiên Kiều, Hoài Em và Lịch Thành ở Tế Nam, Giao Châu, Lai Tây và Di Mo ở Thanh Đảo, Bột Sơn ở Truy Bắc, Thất Hạ ở Yên Đài, Huệ Mẫn, Dương Tân và Lai Vũ ở Bình Châu. Tại 8 thành phố bao gồm thành phố Lai Thành, An Khâu, Duy Vường, Phi Thành, Tài An bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Dân số bị ảnh hưởng là 417.000 người, 62 người chết vì thiên tai, 20 người mất tích, 2.676 hộ gia đình bị ngập lụt, 112.300 người phải di chuyển khẩn cấp và tái định cư, 805 ngôi nhà bị sập và hơn 1.500 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 2,5 tỷ nhân dân tệ. Kinh tế trực tiếp vượt quá 2,5 tỷ nhân dân tệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Bão số 2 năm 2023 đổ bộ vào thành phố tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào tối ngày thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật vừa qua, đe dọa trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đang hoành hành tại đất nước này trong nhiều năm nay. Nhiều cơn bão và lốc xoáy đổ bộ vào Trung Quốc như cơn thịnh nộ của tạo hóa đã xảy ra đối với Trung Quốc với sức gió 199 km/h, gây gió giật và mưa lớn tại tỉnh Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông và khu vực Quảng Tây. Theo Tân Hoa Xã, tất cả tàu chở khách qua biển Quý Châu ở giữa Hải Nam và Quảng Đông tạm thời dừng hoạt động từ tuần trước cho đến nay. Trong lúc này, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với tình hình lũ lụt liên miên cả miền Bắc và khu vực Bắc Kinh. Chỉ trong vòng một tuần qua, mưa bão đã ít nhất làm cho 164 người chết và 125 người mất tích, tổng cộng hơn 31 triệu người của 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng. Mưa lũ năm nay có liên quan mật thiết với hiện tượng biến đổi khí hậu và có thể là đợt mạnh nhất kể từ năm 1951. Trung tâm Dự báo Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ năm 2016 đến nay đã có 10.074 người thiệt mạng vì thiên tai, bao gồm mưa lũ, lốc xoáy, gió bão và lở đất. Theo Bộ Nội vụ cho biết, vào hôm 10 tháng 1, tổng thiệt hại kinh tế cho thiên tai trong vòng 10 ngày đầu năm 2023 lên đến 98 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 44,63 tỷ đô la. Theo thông tin khí tượng Trung Quốc, trong 3 ngày tiếp theo, có mưa lớn hoặc mưa bão cực lớn ở những nơi như Châu Giang ở Quảng Đông. Mưa lớn tiếp tục ở những nơi như Giang Nam, Hoa Nam. Một số vùng sẽ có mưa to và bão. Trong tuần tới, mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, khu vực giữa và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ bước vào đợt mưa đầu mùa. Vào ngày Chủ nhật, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại Giang Hoa, tỉnh Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 9 thị trấn và 20 thôn bị nước tràn vào. Trận lụt đã khiến quốc lộ cũng bị gián đoạn và hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập chìm trong lũ. Vật nuôi gia súc và thủy hải sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thông tin từ trang Weibo chính thức của huyện Giang Hoa, từ 23 giờ ngày Chủ nhật, huyện này đã hứng chịu trận lụt lớn trong 30 năm qua, với lượng mưa lớn nhất lên tới 200mm và 21 trạm có mưa hơn 100mm. Và lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày thứ Hai vừa qua, địa phương đã đưa ra phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ cấp 1 với cấp cao nhất tại nước này. Lũ lụt đã khiến cây nông nghiệp ở hai bên bờ sông tại các thị trấn bị ngập úng. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đại Giang, một cây cầu cổ 100 tuổi đã bị ngập lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, mực nước lên cao nhất đã khiến cho 3/4 cây cầu bị ngập do lũ bất ngờ đổ về, khiến cho nước sông dâng lên đột ngột. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, có 2 người chết và 4 người mất tích. Theo báo chí địa phương, hầu hết những người thiệt mạng là những em bé dưới 10 tuổi và người lớn tuổi. Chính quyền Trung Quốc vào ngày Chủ nhật cũng phân bổ ngân sách trị giá 250 triệu nhân dân tệ, khoảng 37,4 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ thiên tai tại Hồ Bắc. Tổng thể đã có hơn 1,67 tỷ nhân dân tệ đã được chi ra để cứu trợ những người bị ảnh hưởng lũ lụt trên cả nước. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, trong những ngày qua, bão lũ đang vây lấy Trung Quốc và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tình hình tệ nạn ở Trung Quốc có thể thêm trầm trọng. Tại Trung Quốc hiện nay, bão chồng bão, lũ chồng lũ không thể nào chống cự nổi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, tại 9 tỉnh của Trung Quốc gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam bước vào mùa lũ khi mưa trút xuống mạnh nhất từ trước tới nay. 26 con sông có mực nước vượt mức cảnh báo, nhiều nhà cửa, đất đai đều bị ngập nước và nhiều người đã bị mất tích.
trong ngày thứ Bảy vừa qua đã có mưa to đến rất to ở Quế Lâm, Liễn Châu, Hà Trì, Lai Tân, Hạ Chân và một phần của miền Bắc Ngô Châu, Quảng Tây kèm theo sấm chớp gió mạnh. Theo thông tin khí tượng của Quế Lâm, Đài quan sát khí tượng thành phố Lệ Phố đã đưa ra hai lần cảnh báo đỏ đối với mưa bão. Huyện Dương Sốc đưa ra cảnh báo đỏ lần 3 và trạm khí tượng huyện Vĩnh Phúc liên tiếp đưa ra cảnh báo đỏ 4 lần. Hiện tại, mưa lớn đã gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều nơi. Theo dự đoán của Cục Thủy văn Dương Sóc, vào 2 ngày tới sẽ có một trận lũ cao hơn 2 mét so với mực nước cảnh báo tại khúc sông Lại Giang. Vào ngày Chủ nhật, mực nước sông Liễu ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm Thủy văn Liễu Châu là 82,93m, vượt mức cảnh báo là 0,43m. Các con đường ven sông tầng 1 của khu dân cư và các cửa hàng bị ngập lụt. Rác bùn bẩn đầy khắp đường, giao thông sinh hoạt của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến rất lớn sẽ xảy ra ở Quế Bắc và Quế Trung. Gần đây mưa lớn xảy ra liên tiếp ở Quảng Đông. Theo dữ liệu theo dõi thủy văn vào lúc 18 giờ ngày Chủ nhật đến 6 giờ ngày thứ Hai, 4 trạm trên toàn tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận những trận mưa lớn hơn 250mm và 112 trạm ghi nhận những cơn mưa lớn từ 100mm đến 250mm. Trong số đó, ở Thanh Viễn có 3 trạm ghi nhận mưa cực lớn trên 250mm. Tính đến 0 giờ ngày thứ Hai, có 5 trạm có mực nước sông vượt qua mức cảnh báo. Vào ngày Chủ nhật, mưa lớn đến mưa rất lớn đã xảy ra ở Châu Thổ, sông Châu Giang. Phía Bắc Dương Giang, miền Nam Thanh Viễn, miền Nam Thiểu Quang đã xảy ra một số trận mưa lớn. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Quang, Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng. Từ đêm ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ Hai, mưa lớn đã rơi trên diện rộng ở Thâm Quyến. Trong số đó, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã lần đầu tiên đưa ra tín hiệu cảnh báo đỏ đối với mưa lũ. Trong năm nay, các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và nhà trẻ của thành phố đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày thứ Hai đến 5 giờ ngày thứ Ba, Quảng Đông đã phát đi 1.057 tín hiệu cảnh báo mưa bão, bao gồm 73 cảnh báo đỏ. Cho đến 13 giờ 37 phút ngày thứ Ba vẫn còn 36 cảnh báo mưa bão có hiệu lực tại 36 thành phố và quận. Thưa quý vị khán thính giả, có một thông tin cực xấu đối với Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đã xảy ra trên khắp các vùng miền của Trung Quốc. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này cho biết, sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật. Sau khi hạn hán, nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, năm 2023, vận mệnh đất nước Trung Quốc được cho là không tốt một chút nào. Và nếu như tình hình xấu tiếp tục xảy ra, thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên South China Morning Post, hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài, miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên đầu Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp, khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa lớn trong những ngày đầu tháng không ngừng nghỉ với động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 2 và dự báo nửa cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 2023, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, ba thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua nơi đây, cũng đang là nơi án ngữ của đập thủy điện mang tên Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi đang có khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm tuổi mang tên Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy và điều đáng nói ở đây là thời tiết những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ chồng lũ đã khiến kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan đến mưa lũ trong năm vừa qua đã khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5 tỷ đô la. Khắp các vùng miền phía Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ. Hơn 10.520 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích trong năm vừa qua, theo CNN.
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng vào sáng hôm qua, mức cao thứ 3 trong 4 thang mức cảnh báo cấp độ, và một loạt các tỉnh thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh cũng liệt vào danh sách bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này cho thấy rằng năm 2023 này, thiên tai, thảm họa của đất và của trời vẫn chưa dừng lại. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam hôm qua đã nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các con sông, hồ địa phương tiếp tục dâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Trị Châu, Đồng Lăng, An Khánh, kêu gọi giới chức các địa phương đưa ra thông tin cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán người dân để tránh bị thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến đợt mưa lớn kể từ đầu tháng, với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 384,3mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt hoặc gần mức cảnh báo, và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lốc xoáy với sức gió 150 km/h đổ bộ vào Giang Tô, hàng ngàn mái nhà bị phá hủy trong chốc lát. Theo nội dung của Epoch Times đăng tải vào ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy mạnh với sức gió 150 km/h đã càn quét qua Thuận Dương và Liên Vân, cảng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Những nơi chưa từng xảy ra lốc xoáy bao giờ cũng đã lần lượt xuất hiện cuồng phong. Đoạn video được đăng tải ở Giang Tô, Trung Quốc cho thấy sức gió và ba tia chớp lóe lên và trụ cột bị ngã, mái tôn và các mảnh vỡ của tòa nhà bị gió thổi bay bốc lên không trung. Nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng, cây cối bên đường bị quật ngã. Nhiều cư dân mạng cũng đăng tải thông tin trong khu vực của họ. Trận lốc xoáy đã gây ra thiệt hại nặng nề, nhiều tòa nhà bị tốc mái, mùa màng bị tàn phá. Các nhân viên của chính quyền thị trấn Hiếu Nghĩa cho biết một số tòa nhà đã bị hư hỏng nặng do cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến và đang được cứu trợ. Cục Quản lý Khẩn cấp huyện Liên Vân Cảng cho biết, các bộ phận liên quan đã được điều động đến hiện trường để tìm hiểu tình hình thảm họa. Khi đất nước này đang chật vật với đủ loại các thảm họa, thì ông trời và mẹ thiên nhiên tiếp tục vùi dập Trung Quốc bằng những cơn bão thế kỷ, được ví như là bảo toàn thế. Thưa quý vị, theo hình ảnh vệ tinh của trang mạng chuyên trang theo dõi Biển Đông cho biết, hình ảnh cung cấp về cơn bão số 2 đang càn quét quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nó đánh sập gần 150 tàu thuyền đánh bắt cá của phía Trung Quốc đang neo đậu tại đảo này. Bởi vì trong 3 ngày vừa qua, phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã cho tàu thuyền của Bắc Kinh tràn xuống Biển Đông để đánh bắt thủy hải sản lên tới 3.000 tàu thuyền các loại. Và cơn bão số 2 ập đến đã quần thảo đánh cho tan nát và đánh sập gần 150 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc. Đây được cho là nhân quả báo ứng khi phía Trung Quốc cấm các tàu thuyền của Việt Nam đánh bắt thủy hải sản ở ngoài Biển Đông, nhưng lại cho 3.000 tàu thuyền các loại của Trung Quốc tràn ra ngoài Biển Đông để khai thác thủy hải sản. Đó chính là tội lỗi mà Trung Quốc gây ra. Thiên nhiên được cho là vẫn tiếp tục ra tay để trừng trị phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, liên quan đến cơn bão số 2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, trên Biển Đông, bão có khả năng mạnh tới cấp 11, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Bão đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và xuyên thẳng vào thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, gây ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, thảm hại tại 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, nếu cơn bão số 2 đổ thẳng vào đập Tam Hiệp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thì chắc chắn con đập này sẽ vỡ. Đứng trước tình thế nguy hiểm và cấp bách kể trên, chính quyền Bắc Kinh đã ra một thông báo khẩn cấp di dời toàn bộ người dân ngay trong đêm ngày hôm qua, và hiện cơn bão số 2 đang hoành hành tại đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nước lũ cũng đang trải qua các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Tin buồn cho Trung Quốc khi mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố, động đất, núi lửa trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 26 tỉnh thành miền Nam nước này. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân sau một thời gian dài chống chọi đã quá kiệt sức rồi, nên bây giờ lũ quét mà xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Mười mấy năm nay, các loại thiên tai ở Trung Quốc liên tiếp xuất hiện cảnh tỉnh con người như là bão, lốc, lốc xoáy xảy ra dày đặc, bão cát đầy trời, diện tích ảnh hưởng ngày càng lớn, hạn hán thì liên tiếp trên diện rộng, lũ lụt và mưa lớn diễn ra khắp nơi không theo mùa. Theo kinh nghiệm của dân gian thì các hiện tượng lũ lụt và hạn hán không thể đồng thời xảy ra như trong mấy năm gần đây. Trong lịch sử chưa từng xảy ra những hiện tượng thiên tai dị thường như vậy. Thiên tai liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc đại lục, hơn nữa tần suất ngày một gia tăng.
chính là sự khuyên nhủ cảnh báo của trời cao đối với chính quyền bạo ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị thân mến, những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục và lũ lụt do chúng gây ra đã lây lan toàn bộ khu vực sông Dương Tử, từ Trung Lưu, Hạ Lưu và lưu vực sông Châu Giang, Tây Giang, khi Cục Phòng chống lũ lụt cho biết nhiều sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin thời tiết cho thấy một vành đai mưa đang kéo dài từ Quảng Tây về phía Đông Bắc đến Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam cao thứ hai trong ngày hôm đó. Tại tỉnh Hồ Bắc, thảm họa nghiêm trọng nhất trong những ngày gần đây, mực nước của trạm thủy văn ở trung lưu sông Dương Tử trong lãnh thổ đã vượt qua mức cảnh báo đo đạc được vào ngày thứ ba. Tứ Xuyên và Vân Nam tất cả vẫn đang phải vật lộn với dòng nước dữ, xen kẽ với đó là những trận lở đất kinh hoàng, những cơn mưa đá mang theo những hình hài kỳ dị to bằng cái bát. Kể từ đầu tháng, khi nước này bước vào mùa lũ sớm hơn dự kiến, trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc cho biết, lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến 1.192 quận trên cả nước, đã khiến 271 người chết và mất tích 45 người. Tổng cục Phòng chống chỉ ra rằng, tổng số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên đến xấp xỉ 50 triệu người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 29,42 triệu hectare. 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục Quốc phòng cũng cho biết so với giá trị bình quân cùng kỳ năm trước, khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ năm nay, số người bị ảnh hưởng, số người chết và số nhà sập đều giảm đáng kể, nhưng thiệt hại trực tiếp về kinh tế cao hơn 51%. Theo BBC News, 56 thị trấn và làng mạc ở 3 quận của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và quận Bishan bị ngập lụt. Các thành phố Suzhen, tỉnh An Huy đã bị ngập úng nặng nề. Ô tô trôi linh láng, phương tiện di chuyển cấp bách lúc này của người dân là xuồng, cano và thuyền nhỏ. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi án ngữ con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp, mực nước sông Dương Tử đang tiến đến bờ kè Hán Khẩu. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc viết tắt là PLA đã gia cố thành công đoạn bờ kè bị vỡ ở làng Xinjiang trên sông Sen, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời một quan chức Cục Quản lý Nhà nước về Quốc phòng cho biết, các khu vực mưa chính trong đợt lũ chính vụ năm nay dự kiến sẽ nằm trong các tỉnh Giang Nam, Giang Hoài, Giang Hải, Tây Nam và Đông Bắc sông Dương Tử. Sông Tùng Hoa và sông Hoàng Hoài nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều đợt lũ mới. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước sông dâng lên rất nhanh, vì thế để đề phòng lũ quét, sạt lở đất, lũ ống và nhất là động đất sóng thần, hơn 80.000 con đập lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ vỡ đập, trước cảnh báo vượt công suất và hiệu năng trữ nước. Đặc biệt, hai con đập lớn gần với đập Tam Hiệp, nơi có dòng sông Dương Tử chảy qua đang đặt trong báo động mức cao nhất. Nhiều khả năng cao lũ ống cũng sẽ xuất hiện tràn về vì mưa to xối xả vẫn không ngừng trút xuống. Mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến truyền thông của Trung Quốc ám chỉ nhiều con đập già nua sắp vỡ bất cứ lúc nào ở nhiều tuyến đê bao quanh sông Dương Tử. Một điều không lành sắp xảy ra là khả năng cao các đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ, khiến cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng lo lắng và triệu tập các cuộc họp ở cấp tỉnh và Sở Tài nguyên nước Trung Quốc được tiến hành. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc vào ngày hôm qua cho hay đã có tới 317 người chết và mất tích, 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp, 22.000 ngôi nhà đã bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp kinh tế lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với cả 11 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học. Dân Trung Quốc những ngày qua xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên xảy ra các tín hiệu lạ từ phía trên trời. Đó là những tia ánh sáng xanh sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ ra khỏi nhà trước đó, mang lễ vật ra ngoài trời cúng vái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần, thì tiếp theo đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần. Nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc quan niệm là điềm gở, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng. Tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ, kiểu gì khi có điểm báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát ra những kiếp nạn không đáng có.
Hiện tại, mưa vẫn như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân, nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích, cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu vì làm chậm nhịp quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan. Vì vậy, đất nước Trung Quốc đã ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, vào đêm hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp, khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được, tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 16 phút sáng, một trận lũ ống bất ngờ ập đến. Nó bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xin, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nói rằng vào khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng hôm đó, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống, lũ quét đang ầm ầm, ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim, động vật núi hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống, lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét. Đêm ngày hôm qua, ông nhìn thấy một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết tiếp, tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh, thành phố nói trên và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc để cho những thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại thảm họa đầy đen tối đối với Trung Quốc. Bởi vì mới đầu năm thôi mà mưa lũ đã khủng khiếp đến như vậy. Trong năm 2022 vừa qua, bão đổ bộ với số lượng nhiều và mạnh bồi thêm lũ lụt khiến tình cảnh người dân vẫn đang bi thương, chưa nguôi thì lại đón nhận tin dữ trong đầu năm nay. Đó là cơn bão số 2 đã áp sát uy hiếp trực tiếp đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Còn một tin dữ hơn nữa là một vùng áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông, làm cho ông Tập Cận Bình phải ra thông báo khẩn đối với hai trận thiên tai này. Cũng bị ảnh hưởng, vùng áp thấp nhiệt đới mới đang ở ngoài Biển Đông, mang theo lượng mây mưa dày và nặng hạt đã gây mưa lớn ở các tỉnh phía Nam của Việt Nam chúng ta trong đêm ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 4 vừa qua. Như chúng ta đã biết, thiên tai thảm họa thì không chừa một ai, một đất nước nào khác ở chỗ Trung Quốc phải gánh chịu tai họa nhất từ trước đến nay, từ động đất, sóng thần, bão lũ, kèm theo đó là những dị tượng. Trong năm 2022 vừa qua, nước này đã hứng chịu tới 11 cơn bão nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc, làm cho nhiều tàu thuyền bị chìm xuống đáy Biển Đông. Bão cũng mang theo mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều tỉnh thành phía Trung Quốc. Điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Theo hãng AP dẫn nguồn tin từ đại lục cho hay, vào hồi cuối tháng 12 đầu tháng 1 vừa qua, một loại dịch COVID biến thể mới đã phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, phía Bắc Kinh đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp cho phong tỏa nhiều tỉnh thành và xét nghiệm tập thể để tìm ra nguồn gốc lây nhiễm loại virus mới này. Trong một diễn biến khác, Tổng cục Quốc phòng cảnh báo rằng mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Bửu Giang sẽ tiếp tục lần thứ 2 trong năm vượt mức cảnh báo. Cơn bão số 2 bồi thêm mưa lớn đổ bộ vào đất liền nước này. Ngoài ra, sẽ có 2 đợt mưa lớn trong 10 ngày tới. Đài quan sát khí tượng Trung ương cũng đưa ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa, dự đoán rằng thảm họa núi lửa có nhiều khả năng xảy ra ở các khu vực phía Đông Nam An Huy, phía Tây Bắc Giang Tây, phía Đông Nam Hồ Bắc, phía Đông Bắc và phía Tây Hồ Nam,
phía Đông Nam Quý Châu và phía Tây Vân Nam. Cơn bão nhiệt đới số 2 mạnh thứ 3 thế giới mới quét qua đảo Đông Sa và đã tiến vào đảo Hải Nam, khiến cho tình hình lũ lụt tại Trung Quốc lại càng tồi tệ. Thêm cơn bão số 3 hình thành ở Biển Đông đã tiến lên phía Bắc, đổ bộ vào Hải Nam, dự kiến sau đó là Quảng Tây, Quảng Đông và các vùng lân cận. Trong những ngày gần nhất, tình hình rất nghiêm trọng và tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán đang gặp rất nhiều khó khăn. Nền kinh tế Trung Quốc đang trồi sụt nặng nề, nạn đói khắp nơi xảy ra do 70% diện tích cây lúa đã bị phá hủy bởi ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm cho cường quốc số 2 thế giới có nền kinh tế lâm vào cảnh nợ nần. Hiện Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ đã từ chối lời đề nghị cho vay tiền và vàng với lãi suất ưu đãi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, biển lũ cũng đã ngập chìm Thiên An Môn và toàn thủ đô Bắc Kinh. Theo South China Morning Post cho biết, vào ngày hôm nay tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã xảy ra thảm họa mưa lớn tồi tệ nhất trong vòng 31 năm. Hiện tại, mưa không chỉ xuất hiện tại miền nam của nước này, giải mây gây mưa đã tấn công Bắc Kinh, khiến cho chính quyền Tập Cận Bình vô cùng lao đao và lo lắng. Nhiều nguồn tin cho rằng Bắc Kinh đang rất hỗn loạn khi mưa lũ tại miền nam chưa dứt, thì nay nó lan sang tận đầu não của Bắc Kinh. Hiện tại, cụm từ biển lớn Bắc Kinh đã trở thành một từ khóa chính được rất nhiều người quan tâm. Tân Hoa Xã cho biết tại Bắc Kinh đã có 25 người chết do đuối nước, 6 người tử vong do sập nhà, 1 người bị sét đánh không qua khỏi và 5 người bị điện giật. Theo số liệu từ cuộc họp giao ban thiên tai do chính quyền Bắc Kinh tổ chức, trận mưa xối xả đã khiến 10.660 ngôi nhà bị sập và 1,602 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế là 11,64 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn năm nay đã đến sớm hơn bình thường ở miền Nam, thậm chí nó đã phá kỷ lục về thiệt hại, về lượng và thời gian kéo dài của trận đại hồng thủy trăm năm một lần năm 1998. Chuyên gia thuộc nhóm dự báo thời tiết của Tổng cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, ngày hôm qua Bắc Kinh gặp mưa lớn kỷ lục khí tượng trong 31 năm. Trong trận mưa lớn ở Bắc Kinh, Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam đầu tiên trong lịch sử dự báo mưa lớn của Bắc Kinh. Sau trận mưa xối xả, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mọi người, từ người giàu đến người nghèo, giàu thì góp nhiều, nghèo thì góp ít. Người dân nên quyên góp tiền và vàng để chính phủ khắc phục hậu quả. Nhưng lời kêu gọi đó đã bị cư dân mạng tẩy chay, họ không chấp nhận lời kêu gọi đó của ông Tập. Cũng phải thôi, khi mà lũ lụt khó khăn chồng chất thì người dân làm sao mà còn tâm trí quyên góp. Nhiều người còn nói rằng chính quyền Bắc Kinh thật là hẹp hòi và vô trách nhiệm. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh từ 18 giờ ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay đã đạt 177,7mm và lượng mưa trung bình ở các khu vực thành thị cũng đã đạt 100,9mm. Những hình ảnh cho thấy công viên cũng đã bị ngập hoàn toàn, nước tích tụ nghiêm trọng dưới một cây cầu cạn gần ga tàu điện ngầm và những chiếc xe đạp trụm đầu sang một bên gần như bị ngập. Mưa lớn cũng đã biến từ Cấm Thành, tức là quảng trường Thiên An Môn, có niên đại lịch sử 600 năm tuổi, cũng đã bị ngập nước. Những tượng rồng phun nước từ mái như ám chỉ Long Vương Đông Hải đang phun nước tạo mưa. Đây là một đòn trừng phạt dành cho chính quyền Bắc Kinh, khi nước này thường xuyên cho tàu chiến và quân đội tiến ra vùng biển Hoa Đông và Biển Đông để chiếm đảo của các nước. Tập Cận Bình thích nước thì giờ đây lão đã được toại nguyện. Trận mưa lớn vào ngày hôm qua đã gây thương tích nghiêm trọng cho cây cầu đường sắt, các đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Macao dài 16 km khiến nhiều phương tiện bị ngập nước. Thi thể 3 nạn nhân trong một xe ô tô được cho là một quan chức thành phố Bắc Kinh, bao gồm cả lái xe và thư ký riêng đã được tìm thấy. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta có thể thấy những chiếc xe ô tô đã bị ngập hoàn toàn, ngay cả với những chiếc xe buýt to lớn như vậy cũng đã bị ngập tới nóc. Qua đó, chúng ta có thể thấy Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận lụt tồi tệ như thế nào. Những thảm họa này là thiên tai hay nhân tai, phải chăng là cả hai kết hợp? Qua đây, chương trình mong quý khán giả đừng quên để lại lời bình luận ở phần bên dưới của video và nêu lên quan điểm của mình để mọi người có thể trao đổi với nhau về câu hỏi trên. Lượng mưa lớn ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều nơi của thành phố, nghiêm trọng nhất vẫn là Bắc Kinh và Thiên Tân. Mưa đá đã kèm theo mưa lớn gây ngập lụt mặt đất, hư hỏng rất nhiều phương tiện và thảm thực vật, hoa màu và cây trái, ùn tắc nhiều điểm giao thông, đường dây cứu hộ 911 của nhà nước Trung Quốc liên tục đặt trong tình trạng quá tải. Hiện thiệt hại sau khi mưa lớn kèm mưa đá đi qua vẫn chưa có thể thống kê, nhưng chắc chắn đây cũng là một con số không hề nhỏ. Thê thảm hơn, trong trận mưa đá cũng đã khiến người vô gia cư trên đường phố không còn nơi ẩn náu. Một số con đường ở trung tâm Bắc Kinh cũng đã bị tê liệt.
giao thông nhiều giao lộ với nhau cũng đã bị cắt. Với câu hỏi được đặt ra ở đây, liệu rằng ông Tập Cận Bình có khi nào tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng mình đã làm gì để đất nước mình bị thiên tai và thiên nhiên tàn phá khủng khiếp đến như vậy? Tại sao mưa lũ vẫn chưa chịu buông tha cho Trung Quốc? Dịch bệnh chưa qua rồi mưa lũ lại đến, bão tố, vòi rồng, mưa đá. Ông ta có tự nghĩ rằng những thiên tai thảm họa mà Trung Quốc đã và đang tiếp tục phải hứng chịu chính là quả báo vì những điều xấu và tội ác mà đất nước này đã gây ra cho toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta? Hơn lúc nào hết, Tập Cận Bình cần quay đầu là bờ để đến khi trời cao nổi giận trút xuống Trung Quốc, thì lúc đó ông ta có hối hận cũng đã quá muộn màng. Kính thưa quý vị, những ngày mưa lớn ở Hồ Bắc đã khiến 27 người chết, 12 người mất tích và hơn 7,36 triệu người bị ảnh hưởng, 23 người chết trong trận lở đất ở Quý Châu và 18 người chết trong điều kiện lũ lụt ở An Huy. Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Tư tại làng Ban Bo, thị trấn Lệ Hoa, quận Đa Phan do mưa lớn liên tục khiến 11 hộ gia đình và 30 người mất liên lạc. Theo Tân Hoa Xã, công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc vào đầu giờ sáng ngày thứ Năm và cuối cùng đã xác nhận rằng 23 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương. Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo sớm vào hôm thứ Ba rằng 397.100 người trong tỉnh đã được chuyển khẩn cấp do thảm họa và gần 5.900 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng do thảm họa. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 5,7 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu thống kê của Sở Dân Chính tỉnh An Huy, tính từ ngày thứ Tư, toàn tỉnh đã phải gánh chịu tổng cộng 6,72 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với 18 người chết và 4 người mất tích, 363.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, hơn 13.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,35 tỷ nhân dân tệ. Lý Hồng Rồng, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, đồng thời là Tổng Tư lệnh ứng phó lũ lụt sông Dương Tử, chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thảm họa cho sông Dương Tử ở Hồ Bắc năm nay vô cùng khắc nghiệt do mưa lớn kèm theo hoàn lưu của cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc. Theo báo cáo của Nhật báo Hồ Bắc, kể từ đầu tháng, lưu vực sông Dương Tử đã trải qua đợt mưa lớn, lượng mưa trên lưu vực nhiều hơn bình thường, gần 20%. Theo BBC, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát dư luận, chỉ được công bố thông tin rộng rãi khi có được sự cho phép của chính quyền, nắm bắt và xử phạt kịp thời những cá nhân cố tình đưa thông tin ra ngoài. Vâng, quả thật là một chính quyền kỳ lạ khi không cho người dân đăng đàn thông tin tình hình lũ lụt trên mạng xã hội. Theo Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào bờ biển tỉnh Hải Nam vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư và lúc 5 giờ. Vị trí tâm bão nằm ở thành phố Hải Khẩu. Giá trị khí áp nhỏ nhất tại tâm bão là 970 HPA. Dự báo cơn bão sẽ di chuyển về phía Bắc với tốc độ 20-25 km một giờ. Cường độ sẽ giảm dần, sau đó chuyển dần sang hướng Đông Bắc, đi qua khu vực Bắc Trung Bộ tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Nam Trung Bộ tỉnh Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo bão màu cam đối với cơn bão số 2 khu vực phía đông thành phố Lệ Thủy thuộc tỉnh Chiết Giang, Nam Trung Bộ của Đài Châu và hầu hết thành phố Hải Nam đã bị bão lũ tấn công. Tại khu vực Lệ Thủy, Chu Sơn, Thiệu Hưng, Kim Hoa đã có xuất hiện những cơn mưa lớn, lượng mưa ở thôn với đầu thị trấn Long Tây, thành phố Nhạc Thanh lên tới 207,3 mm. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vẫn chưa đi qua thì nay một cơn bão lại ập đến. Vào sáng sớm ngày thứ Tư, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đảo Hải Nam, mang theo mưa to và gió lớn. Gần 400.000 người dân ở Hải Nam đã được sơ tán. Cơn bão cũng đã ảnh hưởng đến Giang Tây, An Huy và các tỉnh khác, mang tới những cơn mưa và trận lũ lụt dữ dội hơn. Theo một thống kê sơ bộ, cho đến sáng ngày hôm nay đã có 30 người chết và mất tích, còn thiệt hại về vật chất vô cùng to lớn và con số vẫn không ngừng gia tăng. Kính thưa quý vị khán giả, vào khoảng 11 giờ tối ngày thứ Ba, sức gió tối đa cực khủng lên tới 219 km trên giờ. Siêu bão đã đổ bộ gây ra gió cực mạnh cùng mưa lớn tầm tã, khiến nhiều khu vực ở các tỉnh thành trên có nhiều phương tiện bị ngập sâu, có nơi lên đến 6 mét. Theo Xinhua, đây là cơn bão thứ hai và cũng là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đã điều động các đội cứu hộ, cứu nạn cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động tối đa làm việc 24/24 giờ để giải cứu người bị mắc kẹt do mưa bão. Giới chức Trung Quốc cho hay có khoảng 1,9 triệu người tại các tỉnh thành kể trên đã bị ảnh hưởng do mưa bão. Tính đến sáng ngày hôm nay đã có hơn 138 người chết và mất tích và đến nay con số vẫn không ngừng gia tăng. Mưa bão đã gây ra các vụ sập nhà và lở đất. Ngoài ra, cơn bão số 2 cũng mang đến những cơn gió mạnh.
ở thị trấn Liễu Thị thuộc thành phố Nhạc Thanh đo được trận gió có vận tốc 52,1 m/s, tương đương với gió cấp 16. Ngoài ra còn có gió giật mạnh cấp 15 ở đảo Thanh Sơn thuộc thị trấn Nguyên Giáp, huyện Đồng Đầu và thôn Kỳ Đầu thuộc thị trấn Liễu Thị và các thành phố Nhạc Thanh. Chính quyền tỉnh Chiết Giang hiện đã sơ tán hơn 380.000 người và dự kiến bão số 2 sẽ tiếp tục đi về phía Bắc, gây ảnh hưởng đến tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy và những nơi khác. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc dự đoán trong khoảng thời gian 3 ngày tới sẽ có mưa lớn ở phía đông nam tỉnh Giang Tô và phía đông của tỉnh Hồ Bắc, trong khi đó sẽ có mưa to dữ dội ở Thượng Hải và đông bắc Chiết Giang. Gần đây, các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, thành phố Thượng Hải và nhiều khu vực khác vừa bị lũ lụt cộng thêm cơn bão lần này tấn công, khiến lượng nước tích tụ trong các khu vực này lại càng tăng cao. Kính thưa quý vị và các bạn, mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 28 triệu người Trung Quốc, tàn phá một phần lớn đất nước và gây ra thiệt hại kinh tế, ước tính vào khoảng 6,9 tỷ nhân dân tệ. Theo các nhà quan sát cho biết, tổng cộng Trung Quốc có 31 tỉnh và thành phố thì đã có tới 16 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà xây cao từ 5 đến 7 tầng bây giờ cũng chỉ còn có một tầng trên cùng là không bị ngập. Theo một thống kê mới nhất gần đây cho thấy, hàng ngàn ô tô đã bị lũ cuốn trôi, có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc đã phải sơ tán khẩn cấp, 4.578 ngôi nhà đã bị bung và tốc mái, 8.247 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 25.149 nhà bị hư hỏng nặng, 3 tuyến đê bao bị vỡ, hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn trôi, đường xá, cầu cống bị nhấn chìm. Các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị nhấn chìm trong nước lũ và toàn bộ cây trái hoa màu bị mất trắng, thiệt hại lên tới 950 tỷ nhân dân tệ. Thiên tai, nhân họa vẫn chưa dừng lại ở đó, khi vào ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bất ngờ nói lời cay đắng đối với hơn 30.000 con đập, khi ám chỉ rằng các con đập già nua xuống cấp của Trung Quốc sẽ có nguy cơ bị vỡ lên tới 89%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cơn bão số 2 đổ bộ khiến lũ quét từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và khả năng cao các con đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Nếu cơn bão số 2 đổ bộ thẳng vào con đập lớn nhất là con đập Tam Hiệp, thì Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao, mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6 giờ 30 phút ngày hôm nay, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó, cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ sáng ngày hôm qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp. Kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ lịch sử năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này trở nên bi thảm hơn, khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona đầu tiên. Trong những tuần vừa qua, dịch đã tái phát trở lại, làm cho hàng triệu người lại phải đi xét nghiệm cưỡng chế để tiêm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua, với lượng mưa tối đa vượt 275mm. Từ sáng ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt mức cảnh báo tại một số nơi. Đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử là 29,79m, cao hơn 1,79m so với mức phòng lũ. Mực nước tại trạm Tăng Cao trên sông Hán Giang là 27,51m và vượt mức cảnh báo là 0,01m. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán sẽ có mưa lớn, mực nước của sông Trường Giang, Hán Giang, các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng. Tình hình phòng chống lũ lụt sẽ rất nghiêm trọng, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình cơ quan kiểm soát lũ và cứu trợ hạn hán thông báo mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Trước đó, kênh truyền thông CCTV đã đưa tin rằng, vào sáng sớm ngày hôm qua, toàn bộ thành phố Vũ Hán đã bị mưa bão lớn tấn công, với lượng mưa tối đa hơn 275mm trong 24 giờ. Tại ga Ô Long ở quận Giang Hạ lên tới 393,6mm. Cộng với việc Tam Hiệp toàn lực xả lũ khiến mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử tăng vọt, mực nước trên sông Dương Tử tại Vũ Hán đã vượt quá mực nước cảnh báo thêm 1,6m,
toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong nước. Vũ Hán là nơi COVID-19 khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau dịch bệnh khiến giới chức lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ phủ tỉnh Hồ Bắc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Một số tỉnh gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam vào ngày hôm nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các sông, hồ địa phương sẽ tiếp tục dâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề tại các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng, An Khánh. Giới chức địa phương đã đưa ra thông tin cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh bị thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn kể từ đầu tháng, với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 387,3mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc theo sông Trường Giang đã vượt hoặc gần mức cảnh báo. Và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, trong lúc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt. Cũng vào ngày hôm qua, một thành phố khác giáp đập Tam Hiệp của tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng. Trong cùng ngày, Thượng Hải cũng xuất hiện dị tượng khi đang là thời điểm ban ngày, nhưng trời bỗng nhiên tối sầm, mưa lớn không ngừng. Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc cũng xuất hiện vòi rồng. Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc đại lục lại vô cùng bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc hôm vừa qua xảy ra mưa lớn, khiến giao thông bị gián đoạn. Trong cùng ngày, tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần thôn Sông Tiền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to ven đường bị bật gốc. Nhiều nhà bị tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống đất và biến dạng. Hiện trường thành một khung cảnh lộn xộn. Một số cơ sở nông trại ở gần đó và xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, mưa to, gió lớn phá hủy dây điện, gây chập điện. Gió lớn cũng thổi đổ lều lán, cây cối, biển chỉ đường, lượng lớn đồ vật bị cuốn lên bầu trời, có một số xe cộ bị hư hại. Hiện tại, dưới tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc trên Weibo đã thu hút được 740.000 người xem theo dõi và bình luận. Cư dân mạng liên tiếp bình luận, năm nay làm sao thế, một năm nhiều tai, nhiều nạn. Đây đúng là thiên tai, thật sự quá đáng sợ. Trước đó, khu vực Nội Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Kính thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới đã gây tranh cãi ở Trung Quốc và giờ này đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc khiến một số chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng nó đang gây áp lực gia tăng lên con đập. Con đập Tam Hiệp có thể vỡ và đe dọa hàng triệu người sinh sống gần đó. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 11,2 triệu người ở 36 tỉnh thành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và 171.000 ngôi nhà khác bị tổn hại nặng. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ, tức 3,4 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Thượng Hải, chính quyền liên tiếp phát cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, cảnh báo gió lớn màu vàng. Đến 1 giờ chiều cùng ngày, trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn ở Thượng Hải yếu đi thấy rõ. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, chính quyền gỡ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối cho đến sáng ngày hôm sau sẽ lại xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ lũ định kỳ, trong tháng này đã xuất hiện 4 đợt mưa lớn. Lượng mưa trung bình nhiều hơn thấy rõ so với các năm, khu vực thành phố phổ biến gấp 3 lần, trong tương lai vẫn tiếp tục có mưa dầm. Tình hình lũ trung và thượng lưu Trường Giang tiếp tục diễn biến xấu. Điều đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự tính trong 3 ngày tới, nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn sẽ có mưa lớn, cảnh báo cần nâng thêm một cấp. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở các nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mực nước lũ trên mức cảnh báo. Dự tính trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày mai đến 6 giờ sáng ngày kia, vùng Đông Bộ, tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ, tỉnh Hồ Nam, Đông Bộ, tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ, tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn, trong đó Đông Bộ, tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ, tỉnh Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 đến 200mm.
một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt. Lượng mưa lớn nhất từ 130 đến 250mm mỗi giờ, có nơi trên 370mm. Trang website của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho hay, từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày mai, một số nơi khu vực Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam vẫn có mưa lớn đến mưa rất lớn. Bộ phận lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hồ, Châu Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông vừa và nhỏ ở một số khu vực xuất hiện mưa lớn, có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng công bố miền Nam Trung Quốc từ tháng 12 đến nay đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày thứ Tư vừa qua, toàn Trung Quốc có 26 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mưa lũ, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ đã xảy ra nhiều tháng nay ở Trung Quốc và tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này. Vào những ngày qua, ngay sau khi người dân Trung Quốc đồn đoán về những dị tượng lại xuất hiện ở đập Tam Hiệp và ở rừng núi Vũ Hán, một trận động đất kép đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên chỉ trong vòng 3 phút đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những thảm họa liên tiếp xảy ra sau đó đã khiến cho người dân nước này hoang mang tột độ. Khi hai trận vỡ đê thuộc tỉnh Sơn Tây và tỉnh Giang Nam xảy ra, khiến cho 23.000 người dân Trung Quốc khác bị cuốn trôi, hai con sông nổi tiếng nuôi sống người dân Trung Quốc hàng ngàn đời nay là sông Hoàng Hà và sông Dương Tử giờ đây trở thành cơn ác mộng của người Trung Hoa. Nhiều người dân Trung Quốc bây giờ sống theo thói quen của những tù nhân tử tù khi họ chọn giải pháp ngày ngủ đêm thức để canh phòng nước lũ ập về vào ban đêm. Bóng đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ, vì vỡ đê vào ban đêm trong lúc đang ngủ là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều gia đình phải sắm những chiếc xuồng nhỏ buộc sẵn lốc cao su, vài ba lớp chung quanh mạn xuồng để nếu lỡ nước lũ tràn về họ có thể tự cứu sống mình bằng chiếc xuồng nhỏ đó. Tất nhiên biện pháp đó chỉ hữu hiệu khi nước lũ còn nhỏ. Còn chuyện vỡ đê như ở Sơn Tây chìm đắm cả một huyện thành thì chỉ có ông trời mới cứu thoát. Bão chồng lũ đang ngập tới Trung Quốc, hết lũ lụt rồi đến bão và tin bão mới nhất Trung Quốc phát động báo động đỏ đối với bão số 2. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 2 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 40 đến 50 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngập nặng trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters cho biết, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng sau khi siêu bão mạnh nhất nhiều thập kỷ qua đổ bộ miền Đông và miền Trung Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn. Trong suốt gần 3 ngày qua, khoảng 138.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ bị mất điện. Cơn bão khiến mực nước ở 200 con sông thuộc các khu vực này bị tràn bờ, trong đó có các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà, Thái Hồ. Nghiêm trọng hơn là đê vỡ tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng. Hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng đã gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây và ít nhất 28 điểm dọc theo sông Trường Giang. Con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này đã làm ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng ở khu tự trị dân tộc Dao, Vĩnh Châu, Hồ Nam, trong đó có một người mẹ bị nước cuốn trôi cùng hai con nhỏ. Một trong hai đứa trẻ này được xác nhận thiệt mạng vào ngày hôm qua, trong khi đứa trẻ còn lại vẫn mất tích. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt trong trận lở đất và lũ lụt do ảnh hưởng của bão, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót giảm dần. Theo đài Sinan News, những người sống sót mô tả nước lũ dâng cao nhanh chóng lên đến ngực trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh giác nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất nữa. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết, 241 con sông ở 24 tỉnh của nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua.
cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, khiến cho hàng trăm người tử vong. Tháng đầu năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 150 người và 32 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa có thể vượt quá 300mm ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chạy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía đông của Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận do lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Chỉ tính riêng ngày hôm nay, lũ lụt ở Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán hơn 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng đã khiến sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Kính thưa quý vị, trong một chủ đề có liên quan ngày hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng nói rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy, toàn bộ 16 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt hơn một tháng qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban ngành, lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi đầu năm dịch bệnh COVID-19 đã tàn phá nặng nề, nay lại đến mưa to, gió lớn, động đất, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra. Yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù, bởi chỉ có như vậy Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình dường như đã biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc đầu cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không bận tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực. Bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt thời gian qua, lượng mưa to và lũ quét thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua, ông đã phải trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát rất nhiều. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục, khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì đã sang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ và Tân Cương để lánh nạn. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố từ hình truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành phía Nam Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức nặng nề. Lũ lụt đang hoành hành tàn phá 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 50,9 triệu người bị ảnh hưởng và 293 người đã chết và mất tích.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin, do nguy cơ lũ lụt hơn 21 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 8.015.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập và 269.000 căn nhà bị hư hỏng nặng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng, so với mức trung bình của cùng kỳ trong năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết rồi mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75%, thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết, những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được, bởi vì trước đó 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất sóng thần chỉ làm thiệt hại của hại người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin lời chính quyền Trung Quốc công bố được, bởi vì họ thường nói một đằng và làm một nẻo, giống như câu chuyện ở Biển Đông. Đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây gổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân Trung Quốc liên tục cho bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN và đây là hành động đi trái với cả những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời Trung Quốc nói. Thưa quý vị, chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng, kể từ đầu tháng đến nay, vùng trung lưu hạ lưu sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn, vành đai mưa chính là duy trì ở khu vực này. Trong suốt nửa đầu tháng 1, lượng mưa nhiều so với cùng kỳ các năm trước, đất đai gần như bị bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức báo động đỏ, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, theo dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hồ Động Đình, hồ Tam Hiệp và hồ Văn Dương, hồ Thái Hà sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, trong khi mực nước các con sông đang ở mức báo động đỏ. Ở tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì mực nước cao, áp lực phòng chống lũ lụt sẽ là rất lớn đối với cả chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ mấy ngày qua đã khiến ít nhất 72.065.000 người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 75 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc đã phải di rời tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người, cứu trợ cứu nạn khẩn cấp hơn 397.000 người và 9.450 ngôi nhà đã bị sập, 7.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại trực tiếp lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc, kể từ đầu tháng đến nay, sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và các khu vực phía Nam khác tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp cũng như là mực nước tại các hồ chứa cho hồ Động Đình, Phàm Dương và các hồ khác mực nước liên tục dâng cao, một số con sông được báo động lên cảnh báo cao nhất. Đây là theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới nhận xét như vậy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, sau 2 ngày nữa, vành đai mưa lớn sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía Nam một lần nữa cho đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Còn theo trang Đa Chiều cho biết, với sự xuất hiện liên tục của các tin tức lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua, các giả thuyết cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc có thể bị vỡ nổi lên ầm ầm.